Sau đây xin mời bà con mình nghe tiếp bài thứ hai. Công tác giải cứu các phi công Hoa Kỳ bị bắn rơi tại Quảng Trị tháng 4 năm 1972. Khoảng 9 giờ tối, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh nhận được tin không quân Hoa Kỳ lập một vùng cấm hỏa lực No Fire Zone, một đường kính 27 cây số chung quanh viên phi công lâm nạn Hamilton, khoảng 700 thước bắt đầu từ hướng tây bắc cây cầu Cam Lậu. Những yêu cầu về tác xạ, hại pháo không yểm hoặc pháo yểm vào vùng cấm này phải được chấp thuận từ Đệ thất Không quân Hoa Kỳ. Thiếu tá Brooke Bang, sĩ quan liên lạc không trợ cho sư đoàn, đang có mặt trong Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Ông không thể tin được việc này. Vùng cấm hỏa lực sẽ bao trùm lên tất cả vị trí phòng tuyến của sư đoàn và các đơn vị tăng phái. Ông liên lạc với Đại tá Donald Metcalf, cố vấn trưởng sư đoàn. Họ trình lên hệ thống cố vấn quân đoàn 1 và nhận được câu trả lời. Một phi công Hoa Kỳ đang lâm nạn, phải dùng tất cả mọi biện pháp để cứu em ta. Trung tá D. Winnie Gray, chỉ huy một đơn vị thuộc đoàn First Anglico Air and Naval Gunfire Company, đơn vị thủy quân lục chiến Hoa Kỳ phụ trách liên lạc không yểm, hại pháo yểm trợ các đơn vị thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Cũng có mặt trong Bộ Tư lệnh và ông cũng nghe được nguồn tin vô lý này. Đường kính 27 cây số quá rộng lớn, ngay cả cho các công tác trong thời bình. Nửa tiếng đồng hồ sau, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 nhận được báo cáo từ một trong những đơn vị tiền phương có gần 20 chiến xa và nhiều quân địch xuất hiện phía bắc sông. Nhưng đơn vị này không giao tranh với địch được vì lệnh cấm hỏa lực ban ra. Sau nửa giờ liên lạc với First Region Military Assistant Command, Bộ Tư lệnh Quân khu Viện Quân khu 1, đơn vị này được phép chặn đánh địch. Vài phút sau, Trung tâm Hành quân cũng nhận thêm một báo cáo mới. Thêm một đoàn chiến xa địch khoảng 20 chiếc xuất hiện trong vị trí phòng thủ của đơn vị này. Trên không trung, chiếc OV-10, danh hiệu Neo 59, thuộc phi đoàn 23 yểm trợ chiến đấu, do Đại úy Gary Ferenczak lái bao vùng để liên lạc với viên phi công lâm nạn và thiếu tá Constant bay chiếc King 27. Thay chiếc King 22, chiếc chỉ huy tất cả các phi cơ cấp cứu nhận được báo cáo từ Hamilton. Có nhiều xe cơ giới đang vận chuyển trên đường lộ và quân địch thì đang di chuyển đầy cả vùng. Vì vậy, để cho Hamilton không bị quân địch bắt, thiếu tá Dennis Constant xin và được chấp thuận cho thả bom CDU 14 Bravo chung quanh vị trí Hamilton đang ẩn trú, nhằm mục đích tạo ra một hàng rào mìn để bảo vệ cho viên phi công này. Bom CDU 14 hay Cluster Dispenser Unit khi rời khỏi máy bay sẽ bung ra thành hàng trăm quả bom nhỏ. Những quả bom nhỏ này khi chạm đất sẽ không nổ, chúng chỉ nổ tung khi bị dẫm lên. Vài giờ sau, chiếc King 27 vì không nghe rõ Hamilton trong hệ thống liên lạc truyền tin nên cố gắng bay lên hướng bắc gần nơi viên phi công lâm nạn. Bắc quân liền bắn lên 5 chiếc hỏa tiễn. Trên không trung, chiếc Bác 22 cũng đang có mặt. Thiếu tá Ed Anderson, sĩ quan phụ trách điện tử, trên chiếc Bác 22 liền báo động cho các chiếc phi cơ. Thiếu tá Constant nhìn ra ngoài và thấy những vật đỏ giống như 5 cái bóng đèn xa hơi đang bay về hướng phi cơ. Vài giây sau, ông mới rõ đây là những chiếc hỏa tiễn đang bắn vào phi cơ. Ông vội chúi mũi phi cơ xuống đất. Các hỏa tiễn phát nổ trên đầu và những miếng đạn bắn đầy vào phi cơ. Thiếu tá Constant điều khiển con tàu bay về hướng đông nam. Máy số 4 và hệ thống điều khiển xăng dầu bị hư nặng. Máy bay phải rời khỏi vùng và bay về phi trường Đà Nẵng. Đại úy Ferenczak nhìn rõ việc này, nhưng ông không có nhiều thì giờ để suy nghĩ, vì 3 chiếc hỏa tiễn từ dưới đất được phóng lên hướng về phi cơ.
Trước khi giảm cao độ và lái con tàu về hướng khác, ông nhấn nút chiếc máy Loran ghi nhận được vị trí của dàn phóng hỏa tiễn của địch quân, và ông lại nhìn thấy hai chiếc hỏa tiễn từ một dàn phóng khác. Thông thường, địch quân bắn từng ba chiếc một. Ông vội hỏi viên phi công phụ. Người này cho ông biết chiếc thứ ba từ hướng bên phải đang bay thẳng vào phi cơ. Trong sự kinh hoàng, ông vội nhấn nút thả bình xăng ngoài, các hỏa tiễn khói và các trái flare nhằm mục đích làm cho phi cơ nhẹ đi, rồi chúi mỗi chiếc phi cơ thẳng xuống đất. Chiếc hỏa tiễn của quân địch nổ tung phía trên đầu phi cơ. 3 tháng 4. Lúc 3 giờ 55 sáng ngày 3 tháng 4, một đơn vị của thiết đoàn 20 chiến xa phát giác 10 chiếc tăng Bắc Việt đang vượt cầu Cam Lộ. Họ liền bắn vào đoàn xe tăng địch. Cuối cùng vào lúc 4 giờ 45 sáng, chiếc cầu được dội bom nhưng cây cầu vẫn còn dùng được. Hamilton nghe và thấy được việc này. Suốt đêm ông nghe tiếng xe tăng, xe vận tải và địch quân di chuyển quanh vị trí của ông. Ông liên tục báo cáo cho chiếc phi cơ quan sát Neo 59. Nhưng ông cũng rất thận trọng, vì sau này, ông cho biết đôi lúc quân địch chỉ cách ông có khoảng 10 thước. Tại phi trường Nakhon Phenom, Thái Lan, hai chiếc phi cơ quan sát UV-10, tên phi vụ Neo 25 và Neo 38, đang chuẩn bị bay đến Quảng Trị. Đầu tiên là chiếc Neo 25, do hai đại úy Rocky Smith và Rick Atchison lái. Neo 25 sẽ đến thay cho Neo 59 vào lúc hừng sáng. 4 tiếng sau, Neo 38, do đại úy Bill Henderson và trung úy Mark Clark điều khiển, sẽ vào vùng thế cho Neo 25 về đáp phi trường Đà Nẵng, đổ thêm xăng và nghỉ ngơi trong 4 giờ. Sau đó, Neo 25 sẽ bay thêm một phi vụ 4 tiếng bao vùng lại cho Neo 38, trước khi về lại Nakhon Phenom. Riêng chiếc Neo 38, sau phi vụ sẽ về thẳng Nakhon Phenom cho một nhiệm vụ khác. Hai phi hành đoàn này được thuyết trình đầy đủ về nhiệm vụ, tình hình, và họ cũng được khuyến cáo về hỏa tiễn SAM và phòng công dày đặc của Bắc quân. Tuy vậy, họ không được biết rõ về chiến trận to lớn đang diễn ra dưới đất. Khi vừa vào Cam Lộ, chiếc Neo 25 giảm cao độ để quan sát tình hình. Hai viên phi công không thể tin vào chính mắt mình. Hàng đoàn xe cơ giới và xe tăng đang di chuyển khắp mọi nơi. Họ nghĩ rằng họ đang bay ở phía Nam, nơi các đơn vị miền Nam đang hoạt động, và đạn từ nhiều hướng bắn lên phi cơ. Quan sát kỹ hơn, họ thấy được những ngôi sao đỏ trên các chiếc xe nhà binh và xe tăng đang di chuyển dưới đất. Họ nhanh chóng cho phi cơ bay lên cao. Tình hình này thật là nguy hại hơn tất cả những gì họ nhìn thấy trên đường mòn Hồ Chí Minh trước đây. Hai đại úy Rocky Smith và Rick Atchison hiểu rằng họ không được cho biết đầy đủ về trận chiến đang diễn ra và ở dưới kia, nơi hàng ngàn quân địch đang chuyển quân, còn có quân bạn và viên phi công lâm nạn. Trong vòng 4 tiếng đồng hồ trên không trung, khi thời tiết cho phép, Neo 25 gọi phản lực oanh kích địch quân và đồng thời hướng dẫn phi cơ thả bom CPU-30 và BLU-52 vào các vị trí chung quanh Hamilton. Hai loại bom này là các loại bom hóa học, thải ra các làn khói mỏng làm địch quân không thể điều khiển thân thể theo ý muốn trong vòng nhiều giờ. Đoàn 3, Aerospace Rescue and Recovery Group, gồm nhiều phi đoàn HC-130, danh hiệu King và HH-53, danh hiệu Jolly Green, cũng bắt đầu cho các chiếc A-1 bắn phá và thả bom vào các vị trí quanh Hamilton để dọn đường cho hai chiếc Jolly Green vào cứu Hamilton. Lúc sáng sớm, hai chiếc A-1, tên phi vụ Sandy 07 và 08, và hai chiếc trực thăng HH-53 Jolly Green 65 và 67 cất cánh từ Đà Nẵng. Hai chiếc Jolly Green bay vòng gần bờ biển, trong khi Sandy 07 và 08 bay thẳng đến Cam Lộ. Tại đây, họ được 4 chiếc A-1, Sandy 05 và 06 từ Ubon, Sandy 03 và 04 từ Nakhon Phenom đến tăng cường.
các chiếc Sandy 03, 04, 07 và 08 bắn phá và dội bom vào các mục tiêu do chiếc Neo 25 hướng dẫn. Sau đó các chiếc này bay về Đà Nẵng lấy thêm xăng và lắp thêm bom. Cùng lúc Neo 38 cũng vào thay cho Neo 25. Thời tiết cũng bắt đầu khá hơn. Neo 38 liên lạc với Sandy 05 do Trung úy Glenn Priaby lái, trong quyết định cho Julie Green 65 do Trung tá Jay Crow lái bay vào cú Hambleton. Chiếc Julie Green 67 sẽ bay cao trên đầu họ. Khi tất cả mọi người đã sẵn sàng, Neo 38 giảm cao độ và cho biết vị trí của Hambleton. Chiếc Sandy 05 dẫn Julie Green 65 vào. Khi xuống thấp, hai chuyên viên cấp cứu trong chiếc Julie Green thấy rõ và dùng các đại liên 6 nòng bắn vào địch quân. Họ không thể ngờ được quân địch, xe cộ, xe tăng đầy khắp vùng. Địch quân bắt đầu bắn trả mãnh liệt. Chiếc Julie Green bị bắn trúng nhiều nơi. Đèn báo động hiện đầy trên phòng lái, cho biết trực thăng sẽ không còn điều khiển được nữa. Trung tá Crown cho chiếc Sandy 05 biết trực thăng bị hư nặng và ông phải rời vùng. Sandy 05, 06 và Julie Green 67 hậu tống hướng dẫn ông bay về hướng Nam. Họ liên lạc và xin phép cho chiếc Julie Green 65 được đáp khẩn cấp xuống phi trường Phú Bài, Huế. Phi trường lại đang bị pháo kích. Tuy vậy, vì tình trạng an nguy, Julie Green 65 được phép đáp tại đầu phi đạo. Vì hệ thống dẫn hơi bị bắn rơi, trực thăng không còn thắng được. Trung tá Crow phải tắt máy trước khi đáp, và cuối cùng ông cũng đáp xuống được phi đạo. Sau khi dứt pháo, Julie Green 67 đáp xuống và đón phi hành đoàn của Trung tá Crow về lại Đà Nẵng. Trung tâm cấp cứu Queen tại Đà Nẵng báo cho hai chiếc Sandy 05 và 06 bay trở lại Cam Lộ. Trên đường bay, họ sẽ gặp Sandy 0304 vừa cất cánh từ Đà Nẵng, cùng với hai chiếc Julie Green 60 và 66. Công tác cấp cứu Hambleton vẫn phải tiếp tục. Trên Cam Lộ, chiếc Neo 38 phải rời vùng vì gần cạn xăng. Họ sẽ về đáp Đà Nẵng vì không đủ xăng bay thẳng về Nakhon Phenom. Neo 22 vào thay. Đại úy Robert Burke bay chiếc Sandy 03 lên chỉ huy. Tình hình có vẻ lắng dịu và thời tiết cũng khá hơn. Ông quyết định vào cứu Hambleton. Neo 22 sẽ dẫn chiếc Julie Green 66 do Trung tá Bill Harris lái, hậu tống bởi Sandy 0506 vào. Sandy 0304 bay trên cao làm nhiệm vụ bảo vệ. Julie Green 60 trừ bị, nhưng thay vì bay từ hướng đông nam, Neo 22 lại bay thẳng từ hướng đông phía bắc Đông Hà. Địch quân trông thấy đoàn phi cơ này, họ báo động cho các khẩu phòng không chuẩn bị hành động. Trên không trung, Sandy 03 lên tiếng báo cho đoàn phi cơ chuyển hướng bay, nhưng đã trễ. Trước khi qua khỏi các đám mây, Harris cho biết họ đang bị bắt quân bắn lên dữ dội. Những trái lửa màu cam bao chung quanh trực thăng, nhưng vì vị trí Hambleton có vẻ yên lặng, nên ông tiếp tục lao chiếc trực thăng thẳng xuống. Sandy 05 và 06 đến mục tiêu trước, Jolly Green vài giây. Họ thả bom và bắn rocket vào các vị trí theo lệnh của đại tá Buck. Julie Green 66 tiếp tục xuống thấp. Hai chuyên viên cấp cứu thấy rõ quân địch đang bắn lên. Họ dùng hai cây đại liên được trang bị hai bên cửa trực thăng, nhắm bắn vào các vị trí địch. Trung tá Bill Harris nhìn thấy 10 chiếc xe tăng. Địch quân cũng đang cuốn các tấm vải ngụy trang và nhắm bắn vào chiếc Julie Green đang giảm ga. Khi còn cách khoảng Hambleton gần 100 thước, Harris báo cho Buck biết đạn bắn vào trực thăng ông từ mọi phía. Trên cao, Buck bảo họ rời khỏi vùng vì hỏa lực quá mạnh liệt của địch quân. Julie Green 66 rẽ phải và bay về Nam. Julie Green 60 bay hậu tống theo và báo cho Harris biết trực thăng bị thủng nhiều lỗ. Julie Green 66 đáp khẩn cấp tại Huế. Harris đậu kế Julie Green 65. Khi coi lại trực thăng, Harris thấy một trong những cánh quạt bị hư nặng. Nếu nó bị gãy ngang trong khi bay, chắc chắn trực thăng sẽ bị rớt. Trong khi ấy, bốn chiếc Sandy vẫn tiếp tục bắn phá vào các vị trí quanh Hambleton.
Khi hết bom, Sandy 0506 bay lại về Đà Nẵng. Sandy 3 liên lạc với King và được biết có hai chiếc F4 với bom 500 cân Anh trên vùng. Bất cho hai chiếc F4 đánh thẳng xuống cây cầu Cam Lộ, nhưng họ đánh trật ra ngoài. Hai chiếc A-37 của không quân Việt Nam bay đến, bất liên lạc và yêu cầu họ đánh sập cầu. Các phi công miền Nam đánh trúng cây cầu với nhiều quả bom 250 cân Anh, nhưng chỉ làm hư hại cây cầu, vì bom 250 cân Anh không đủ sức mạnh làm sập cầu. Sau khi hai chiếc A-37 rời vùng, thêm hai chiếc A-1 tên phi vụ Sandy 1 và 2 bay đến, Đại quý Buck cho Đại quý Fred Polly lái chiếc Sandy 1 biết về tình hình và cùng Sandy 4 về đáp Đà Nẵng. Chiếc King cho Polly biết sẽ không có thêm trực thăng Jolly Green cho ngày hôm nay. Polly và chiếc Sandy 2 nhào xuống bắn phá những vị trí quanh Hambleton. Trong khi ấy, Neo 38 cũng bay trở lại Cam Lộ. Khi còn ở Đà Nẵng, Neo 38 nhận được lệnh từ Nakhon Phenom bay thêm một phi vụ cấp cứu trước khi về lại Nakhon Phenom. Polly hướng dẫn Neo 38 bay đến vị trí của Hambleton. Khi vừa vào Cam Lộ, Neo 38 giảm cao độ xuống 2.000 bộ và nghe được báo động SAM vừa phóng lên. Đại quý Henderson nghĩ tới độ cao của chiếc phi cơ, họ có thể thoát khỏi tầm radar của dàn hỏa tiễn SAM. Nhưng một trong những hỏa tiễn SAM bắn trúng vào đuôi chiếc phi cơ bị giảm tốc độ và mũi phi cơ bị chệ thẳng lên cao. Clark và Henderson biết phi cơ không còn bay được nữa. Cả hai nhảy dù ra ngoài. Henderson rơi phía bắc sông Miêu Giang. Ông trốn vào một bụi tre. Clark rơi xuống phía nam sát con sông Miêu Giang. Cả hai nằm cách Hambleton khoảng 2 cây số. Trên không trung, Polly vào tần số cấp cứu và gọi cho tất cả các máy bay trong vùng đánh để cứu Henderson và Clark. Ba chiếc Blue Ghost Red, Cobra, 26 Cobra và 30 Huey đang bay tìm kiếm địch quân, đang truy đuổi quân bạn triệt thoái khỏi Mai Lộc. Nghe được tin này, họ gọi cho Polly và được hướng dẫn bay đến phía nam Đông Hà để gặp Polly. Gần đến nơi, họ nghe trên tần số liên lạc hỏa tiễn SAM vừa được phóng lên. Các hỏa tiễn bay sát qua đầu họ. Polly, Sandy 2 và hai chiếc Cobra sẽ bảo vệ cho chiếc Huey do chuẩn quý Nelson lái vào bóc Clark rồi Henderson. Và nếu có thể sẽ cứu thêm cả Hambleton, nếu tình hình cho phép. Polly liền bắn vài trái đạn khói vào vị trí của các phi công lâm nạn. Sandy 02 và hai chiếc Cobra nhào xuống, bắn phá, tạo thành một bức màn lửa cho chiếc Huey vào. Nielsen xuống thấp khi còn cách vị trí Clark khoảng 1 cây số, thì bị đạn cộng đồng bắn trúng vào trực thăng nhiều chỗ, và rồi súng lớn bắn vào các trực thăng một cách dữ dội, khiến bên phải chiếc Huey bị bể nát, miệng văng ra khắp nơi, cửa bên phải cũng văng ra khỏi trực thăng. Các chiếc trực thăng đành phải rời khỏi nơi nguy hiểm này. Khi về đến sân bay Quảng Trị, kiểm soát lại, cả ba phi hành đoàn may mắn không một ai bị thương tích, nhưng ba chiếc trực thăng vĩnh viễn không còn bay được nữa. Clark tìm được một khoảng dây kẽm gai đã bị cỏ mọc che khuất. Ông vội trốn vào trong lùm dây kẽm gai đó. Đây là một vị trí lý tưởng, vì ông có thể quan sát rõ được phía bên kia bờ sông. Tối hôm ấy, ngay chỗ Henderson đang lẩn trốn, một tiểu đội quân địch xuất hiện. Họ đào một cái hố để đặt súng phòng không. Đại quý Bill Henderson bị địch phát hiện và bị bắt. Trên đường bị giải tra bắt, ông thấy quân địch cùng với chiến cụ di chuyển khắp mọi nơi, nhất là các dàn phóng hỏa tiễn SAM. Ông nhìn thấy các trạm cứu thương dã chiến của Bắc quân, thương binh nằm tràn đầy. Rồi ông gặp các người lính pháo binh miền Nam bị bắt làm tù binh. Ông gặp cả George Astoga, xạ thủ đại liên của chiếc Blue Ghost 39, chiếc trực thăng bị bắn rớt ngày 2 tháng 4. Họ hỏi tên nhau trước khi bị quân địch tách rời. 4 tháng 4, ba liên đoàn 1, 4 và 5 biệt động quân từ miền Nam được đưa ra tăng viện cho sư đoàn 3 bộ binh. Các liên đoàn này giữ phía nam của trung đoàn 2, hướng mặt về phía tây. Các đơn vị báo cáo vẫn chạm địch. Các chi đoàn trực thuộc thiết đoàn 20 chiến xa và thiết đoàn 11 kỵ binh
đẩy lùi các toán quân địch, cố gắng vượt qua cầu. Một vài phi cơ quan sát lên vùng bay yểm trợ cho quân bạn trong những khu vực ngoài vùng cấm hỏa lực. Tuy nhiên vì thời tiết xấu, nên họ chỉ có thể gọi các phi cơ oanh kích theo lối Loran hoặc Skyspot. Xế trưa, thời tiết có vẻ khả quan hơn. Bốn chiếc A-1 từ Đà Nẵng bay đến Cam Lộ. Khi gần đến nơi, họ gặp Bilk-11, phi cơ quan sát bao vùng từ sáng sớm. Bilk-11 cho họ biết một trong những chiếc F-4 oanh kích các vị trí địch quân lúc sáng, suýt bị bắn rơi. Chiếc F-4 bị bắn trúng vào cánh bay. Phi công vội bấm nút thả ngay thùng xăng ngoài, được gắn ngay cánh. Chiếc F-4 cố gắng lết về lại Đà Nẵng. Cùng lúc ấy, một hợp đoàn phi cơ cũng vừa đến vùng. Hợp đoàn này gồm 6 chiếc A-1 và 2 chiếc HH-53 Jolly Green. Sau khi được chiếc phi cơ quan sát cho biết tình hình, các chiếc A-1 liền nhào xuống mục tiêu. Có 8 hỏa tiễn SAM được nhìn thấy. Phòng không và đạn pháo binh địch cũng bắn lên đầy trời. Nhiều chiếc A-1 bị trúng đạn, hỏa lực địch quá mãnh liệt. Họ quyết định không cho các Jolly Green xuống bốc. Cuộc cấp cứu bị hủy bỏ. Một chiếc A-1 bị bắn trúng ngay máy. Phi cơ phải bay về đáp khẩn cấp tại Đà Nẵng. Các chiếc khác cũng bị nhiều thương tích. Nặng nhất là chiếc A-1 do đại quý Don Moore lái. Cánh phải phi cơ bị trúng nhiều viên đạn phòng không 37 ly. Phi cơ bị phát hỏa. Mua bấm nút thả hết bom và cố gắng bay về Đà Nẵng. Trong phòng lái, ông phải xoay người sát về bên trái. Bên phải ông lửa từ cánh phải phi cơ làm nóng phòng lái. Các chiếc A-1 hộ tống ông về lại Đà Nẵng. Nhân viên phi trường phải xịt foam ngoài phi đạo, vì phi cơ có thể bị phát nổ bất cứ lúc nào. May mắn, ông đáp an toàn. Trung tá Crow kiểm soát chiếc A-1 bị bắn trúng máy. Các nhân viên kỹ thuật cho biết những mảnh đạn nằm sót lại trong máy phi cơ thuộc loại hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7. Các sĩ quan tình báo phủ nhận việc Bắc Việt mang hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 vào vùng. Cuối cùng, các mảnh đạn được một chiếc F-4 mang về Sài Gòn. Tối hôm ấy, Đệ Thất Không quân Hoa Kỳ ra chỉ thị cho các đơn vị về hỏa tiễn SA-7 hiện đang có mặt trong trận chiến này. Trong số 10 chiếc A-1 tham dự trận đánh, 8 chiếc bị trúng đạn. 2 trong 8 chiếc này bị hư nặng, chiếc do đại quý mua lái vĩnh viễn bất hiện dụng. Vào buổi tối, một cuộc họp lớn đã diễn ra tại Đà Nẵng. Tất cả những người liên quan đến việc cấp cứu các phi công lâm nạn họp trút ưu khuyết điểm. Trước đó, Trung tá Crow cũng dành nhiều thì giờ nói chuyện với các sĩ quan tình báo miền Nam. Các sĩ quan này cho ông biết, khu vực trong vùng các phi công lâm nạn chỉ là một cái bẫy. Các phi công này đang ở vào ngay trên giới của các đại đơn vị chủ lực của địch. Địch quân biết rõ chỗ họ đang ẩn trú, biết họ liên lạc với các phi cơ quan sát, và địch quân cũng không cần bắt họ, vì biết quân đội Mỹ đang chú tâm vào việc giải cứu các phi công. Việc này sẽ làm cản trở cho những nỗ lực khác trong những vùng giao tranh quan trọng, và sẽ giữ chân không quân Hoa Kỳ trong vùng này. Trung tá Crow và Trung tá Harris cùng có chung một ý nghĩ, có lẽ phải chờ cho trận đánh tràn về phía Nam, hy vọng phòng không sẽ di chuyển theo địch quân, hoặc phải nhờ một toán quân bộ chiến vào lấy họ ra. Có những đơn vị trực thuộc MacVie, chuyên giải cứu các quân nhân Việt Mỹ bị địch bắt làm tù binh, các công tác này được mệnh danh Bricklight. Vào buổi tối, Hambleton liên lạc với viên phi công lái chiếc máy bay quan sát. Ông cho người này biết ông cần phải kiếm chút ít đồ ăn. Hai ngày nay, vào ban ngày, ông quan sát và biết trước cái làng nhỏ là một đồng ruộng lúa. Có một khu vườn nhỏ nằm cạnh bên. Ông đã nhìn thấy một liếp bắp và một vài loại trái cây khác. Viên phi công cho ông biết phía sau khu vườn là những bãi mìn. Ông phải cẩn thận. Các chiếc Sandy A-1 sẽ lo an ninh bay trên đầu ông. Cầm địa bàn trên tay, sau khi nhớ chắc phương hướng, ông không lưng từng bước chậm đi về phía khu vườn. Vào trong được khu vườn, ông tìm thấy những chùm dâu dại. Ông bỏ chúng vào trong túi áo, bò đến liếp bắp. Ông hái ba trái bắp còn non, và ông tìm được một trái thơm. Ông bỏ chúng vào các túi áo khác.
xem lại địa bàn rồi bước từng bước chậm trở về nơi ẩn trú của ông. Khi ông liên lạc với viên phi công quan sát, người này chúc ông một bữa ăn tối ngon lành. 5 tháng 4. Thời tiết khá tồi tệ cho cả nguyên ngày, chỉ có một vài phi vụ oanh kích theo lối Loran hoặc Sky Sport. Lúc 8 giờ 30 sáng, tiền sát viên pháo binh thủy quân lục chiến thấy xe tăng địch cách phía bắc cầu Cam Lầu khoảng 2 cây số. Họ xin phi cơ lên oanh kích đoàn xe tăng này. Nhưng mọi quyết định phải qua Đệ Thất Không Quân Hoa Kỳ, vì đây là vùng cấm hỏa. 90 phút sau khi được chấp thuận, phi cơ lên vùng dội bom bằng phương pháp Sky Sport, hai xe tăng địch bị bắn cháy nhưng các chiếc khác chạy thoát. Ngày này chỉ có một phi vụ duy nhất gần các phi công lâm nạn, hai chiếc F-4 thuộc phi đoàn 13 oanh kích chiến đấu, thả 4 trái bom CPU-42. Bom sẽ bung ra hàng trăm quả bom nhỏ, chỉ phát nổ khi bị dẫm lên, vào quanh vị trí Hamilton, Trung úy Mike Carlin và chiếc số 1 bay thật thấp từ hướng biển vào. Trần mây thấp làm hai chiếc phải bay ở cao độ 800 bộ. Chưa bao giờ ông thấy luồng khói trắng lớn từ trái đạn khói chỉ điểm do phi cơ quan sát bắn ra. Vì sao ông mới nhớ là họ chưa bao giờ bay chiếc F-4 với độ thấp như vậy? Đại tướng Creighton Abram, tư lệnh Mark V, cũng xin ban tham mưu liên quân Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đống viện trợ khẩn cấp thêm không quân chiến đấu và được chấp thuận một cách nhanh chóng. Một phi đoàn F-105G từ McConnell, Kansas sẽ đến Korat, Thái Lan. Hai phi đoàn F-4 cũng bay đến Thái Lan vào ngày 11, cùng với 8 chiếc EB-66. Hai phi đoàn F-4 thủy quân lục chiến từ Iwakuni có mặt ngày 8 và một phi đoàn F-4 thứ 3 từ Kaneohe, Nhật đến thẳng Đà Nẵng ngày 13. Thêm vào đó là 52 chiếc B-52D và G sẽ bay đến phi trường không quân Anderson, Guam. Hải quân Hoa Kỳ cũng cho tăng cường thêm các tàu chiến. Các chiếc hàng không mẫu hạm Kitty Hawk, Hancock và Corosi đã đến ngoài khơi biển Đông vào ngày 3. Chiếc Constellation sẽ có mặt vào ngày 8. Mỗi chiếc hàng không mẫu hạm này có khoảng 60 chiếc phi cơ chiến đấu. 6 tháng 4. Hôm nay thời tiết khá tốt, trần mây cao tiện lợi cho các phi cơ quan sát. Toán cấp cứu được đặt trong tình trạng báo động trong lúc 4 chiếc B-52 và rất nhiều phi cơ oanh kích vào các mục tiêu đã được chiếc Sandy chỉ điểm. Các toán quân địch lợi dụng thời tiết xấu trong những ngày vừa qua nên đã tập trung chuyển quân vào Cam Lộ và từ hướng Tây di chuyển vào phía Nam cầu. Phi cơ quan sát miền Nam lên vùng báo cáo cho các vị chỉ huy và gọi phi cơ oanh tạc đến. Vài chiếc A-1 thuộc không quân Việt Nam đã dội bom xuống các vị trí phía Tây và Nam trong vùng cấm hỏa lực, gây thiệt hại nặng nề cho quân địch. Vào khoảng 3 giờ 15 phút trưa từ Đà Nẵng, đại úy Fred Polly, Sandy 1 cùng Sandy 2, 5, 6, hai chiếc Jolly Green 60, 67 và hai chiếc Jolly Green khác thuộc phi đoàn 40 làm nhiệm vụ trừ bị bay đến Cam Lộ. Trung tá Crow thuyết trình về phi vụ, nếu tình hình cho phép sẽ xuống bốc các phi công lâm nạn và vì Hamilton đã trốn tránh trong 4 ngày, nên phải thả xuống cho ông một hộp Maiden Survivor Kit, hộp mưu sinh thoát hiểm, gồm thức ăn khô, nước uống và pin cho chiếc máy liên lạc. Đại úy Peter Chapman, mặc dù có sự vụ lệnh thuyên chuyển về căn cứ không quân Andrew, Maryland, vẫn tình nguyện bay chiếc Jolly Green 67, cùng bay trong chuyến này còn có phi công phụ. Trung úy John Carr, thượng sĩ cơ khí Roy Prater, hay trung sĩ chuyên viên cấp cứu William Pearson, Alan Avery và trung sĩ phim ảnh James Early. Hai chiếc Sandy 0102 sẽ vào thẳng Cam Lộ quan sát tình hình. Sandy 0506 và Jolly Green 6067 bay gần Tây Nam Quảng Trị. Hai chiếc Jolly Green thuộc phi đoàn 40 bay phía Tây Huế gần bờ biển. Đại úy Polly rất lo ngại về tin tình báo cho biết
có 5 tiểu đoàn quân Bắc hiện đang có mặt giữa các vị trí phi công và quân bạn. Đây là đoàn quân di chuyển từ hướng Tây vào phía nam cầu Miêu Giang, đã bị phi cơ quan sát miền Nam tìm thấy. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, ông và chiếc Sandy 02 bay trên vùng họ bắn phá vào những vị trí khả nghi, tìm một hướng an toàn cho chiếc Jolly Green vào bóp các phi công. Họ không thấy sự phản ứng của địch quân, ngoại trừ báo động SAM trên vùng. Các vị trí tiền đồn của quân bạn cũng quan sát cuộc cấp cứu này. Họ đếm được khoảng 40 chiếc phi cơ bay cho công tác này. Phần thứ hai đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ ba.